liên quan đến vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh phá đường dây mại dâm, chứa chấp sử dụng chất ma túy. Phòng Cảnh sát Hình sự PC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an quận 5 đã làm rõ nhiều tình tiết cũng như cách thức hoạt động điều hành của quản lý, tổng quản lý má mì, các má mì cấp dưới ở tổ hợp khách sạn, massage, karaoke. Công an xác định tổ hợp khách sạn, massage, karaoke tốp đỉnh cao hay còn gọi là Fortin ở đường Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5 là chi nhánh 1 của tổ hợp khách sạn, massage, karaoke ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Hai cơ sở này do Võ Tường Phúc sinh năm 1966 làm tổng giám đốc và ba cổ đông gồm Nguyễn Minh Thông sinh năm 1981, Lê Thị Ngọc Hiền hay gọi là Oanh Lớn và Nguyễn Trịnh Chí Phong sinh năm 1973. Trong đó, Thông là trưởng ban quản lý karaoke, hàng ngày có mặt trực tiếp điều hành mọi hoạt động. Hiền là tổng quản lý má mì điều hành và chỉ đạo khoảng 15 má mì cấp dưới có nhiệm vụ quản lý môi giới và có khoảng 150 nữ tiếp viên làm việc ở hai cơ sở. Riêng Phong trực tiếp tham gia điều hành cơ sở. Quá trình điều tra xác định, hầu hết các nữ tiếp viên của hai cơ sở đều bán dâm cho khách. Nếu là khách quen, các tiếp viên nữ kích dục hoặc múa sexy khỏa thân tại phòng karaoke rồi chào mời khách. Nếu có nhu cầu thì trao đổi trực tiếp má mì trực bàn. Với giá tiền phòng khách sạn là 1 triệu đồng một lượt, tiền mua bán dâm giá 4 triệu đồng một lượt nếu đi nhanh, 8 triệu đồng qua đêm. Với khách có nhu cầu đi mua dâm ở khách sạn bên ngoài thì phải liên hệ với má mì trực bàn để báo cho Hiền và Thông. Ngoài ra nếu khách quen có nhu cầu nghe nhạc để sử dụng ma túy thì được nhân viên cơ sở mở nhạc phục vụ. Nhằm che giấu hoạt động mại dâm, Hiền lập nhiều group trên Zalo như chào bàn 31. Hiền dùng tiếng lóng đi ăn, chỉ đạo nữ tiếp viên bán dâm. Tổng quản lý má mì không thường xuyên đến cơ sở điều hành mà ở nhà tại chung cư Hà Đô, phường 12, quận 10. Bên cạnh đó, nhóm cầm đầu hướng dẫn các nữ tiếp viên cách thức đối phó với lực lượng chức năng như giấu điện thoại, xóa ngay Zalo, không cung cấp tên quản lý, tự thỏa thuận đi mua bán dâm với khách. Các phục vụ của cơ sở có vai trò sắp xếp phòng mua bán dâm cho khách, kiêm cảnh giới ở cầu thang tầng trệt để không cho người lạ lên khu vực khách sạn. Lãnh đạo phòng PC02 cho biết, quá trình đeo bám củng cố hồ sơ, trinh sát gặp nhiều khó khăn do các má mì cảnh giác kín kẽ, thậm chí các má mì cho biết là đang bị động, đang bị cơ quan công an để ý, nên chỉ tiếp nhận khách nước ngoài đi theo tour du lịch, còn khách quen thì được má mì hướng dẫn đi sang tụ điểm Fortin.